Yeah, rồi. Dạ, xin chào anh, xin mời anh tự giới thiệu ạ. À, tôi tên là Trần Huy Hiền, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Daco Logistics. Dạ, anh có thể cho biết là hiện tại công ty mình đang sử dụng phần mềm nào để khai báo hải quan điện tử ạ? À, hiện nay tôi đang sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử của công ty Gold. Dạ, anh đã sử dụng phần mềm này trong bao lâu rồi ạ? À, bắt đầu sử dụng phần mềm này là từ mùng 1 tháng 7 năm 2011. Vì khi sử dụng phần mềm này để thực hiện các thủ tục hải quan thì phần mềm của công ty Gold đã mang lại những cái lợi ích gì cho bên Daco? Tất nhiên là khi thay đổi sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử thì công ty cũng có một số nghiên cứu để so sánh phần mềm của Gold với phần mềm của công ty trước đây. Thì sau đây thì tôi có thể tóm tắt lại 5 cái điểm mà công ty đã chọn phần mềm của Gold. Cái thứ nhất là phần mềm của Gold là một phần mềm mà dễ thao tác và dễ sử dụng ha. Cái giao diện để khai báo nhiều loại hình xuất khẩu có thể thao tác trên một cái giao diện chung, do đó là các nhân viên sẽ thao tác sẽ dễ dàng hơn. Và thứ hai nữa, khi anh em thao tác thì cái màn hình vi tính có thể được mở rộng ra toàn bộ. Nó khác với phần mềm của giao diện khác là họ fix cái đó lên rồi và không có mở rộng được. Cái thứ hai tức là vì cái phần mềm này được khai báo trên giao diện Internet nên là anh em có thể thực hiện được bất cứ ở đâu mà có đường truyền Internet, không nhất thiết là phải ngồi tại văn phòng. Cái thứ ba tức là mỗi nhân viên giao nhận trong cái phòng logistics của công ty ấy, thì được tạo một cái account riêng chứ không có dùng chung. Như vậy tính bảo mật thông tin trong công ty cũng và rất là cao. Cái thứ tư là dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Gold thì rất là tốt, và mỗi lần có sự cần thiết hỗ trợ về kỹ thuật hay là các cái dịch vụ thì đều được đáp ứng kịp thời. Và cái cuối cùng là cái cũng rất là quan trọng, tức là giá thì rất là cạnh tranh. Dạ, và với những cái tiện ích mà phần mềm đem lại như vậy thì công ty Daco có những định hướng gì trong tương lai trong việc sử dụng phần mềm để phát triển kinh doanh cho bên công ty Daco? Công ty Daco là một công ty logistics và vừa rồi đã được Cục Hải quan thành phố cấp giấy phép hoạt động đại lý hải quan. Thì hiện nay riêng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới được cấp khoảng trên 30 đại lý mới, cộng với 60 đại lý hải quan trước đây thì chấp chỉ khoảng 100 doanh nghiệp được cấp đại lý hải quan trong tổng số hơn 1.000 doanh nghiệp làm trong cái lĩnh vực logistics. Công ty Daco Logistics đã chuẩn bị cái nguồn lực cũng như là cơ sở vật chất, máy tính và phần mềm để phát triển cái dịch vụ đại lý hải quan mạnh trong năm tới. Định hướng của công ty là làm sao đó mang lại những cái lợi ích cho khách hàng, giảm chi phí, tận dụng cái công nghệ thông tin để làm sao đó góp phần giảm chi phí cho các doanh nghiệp xuất khẩu và đưa được hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới ngày càng nhiều hơn, góp phần phát triển đất nước. Dạ, vậy Daco có những cái đề xuất nào cho bên phía cung cấp có thể thay đổi một số tính năng hay là hỗ trợ thêm được tốt hơn các phần mềm khai báo hải quan? Thực ra thì phần mềm đã đáp ứng được cơ bản về các cái yêu cầu về khai báo hải quan điện tử. Tuy nhiên thời gian vừa rồi đây là một cái mới, do đó là các cái phần mỗi lần có vài lần nâng cấp các cái phần mềm này thì mỗi lần nâng cấp như vậy doanh nghiệp có những khó khăn là phải có những cái quy trình hoặc là khai báo nó thay đổi và có thể là update không kịp thời và việc truyền dữ liệu có thể bị ách tắc, và cái đấy thực tế đã xảy ra rồi. Và ngoài cái update thì nó còn có là lưu trữ dữ liệu và truy cập cái dữ liệu cũ thì cũng có những vấn đề. Như vậy cái đề xuất của doanh nghiệp sắp tới là nếu như mà doanh nghiệp cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử nếu có nâng cấp thì phải có một cái lộ trình để giúp doanh nghiệp tránh hạn chế tối thiểu
đến những cái mà có thể là gây ách tắc trong quá trình khai báo của mình. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Chúc anh sức khỏe và thành công.